nảy sinh ra là chiếm đoạt tiền trong tài khoản chị Thổ là 100 triệu, rồi là em lấy điện thoại điện để yêu cầu chuyển tiền hỗ trợ cho chị, rồi là nhắn cho chị cái tin có chứa đường link trong web này giống ngân hàng, rồi nếu chị đăng nhập vô trong đó để lấy tài khoản mật khẩu của chị xác nhận chuyển tiền qua tài khoản Viettel Pay để chuẩn bị sẵn, rồi là từ tài khoản Viettel Pay chuyển qua các đối tượng để trả nợ, như cái thủ đoạn tương tự là lừa được một số tài khoản khác trên cả nước. Nên thủ đoạn tương tự là lừa được nhiều người trên cả nước với số tiền lớn.